Quý vị và các bạn, chỉ là một căn bệnh hết sức phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên thì những kiến thức chung về bệnh cũng như là phương pháp điều trị bệnh và phòng ngừa bệnh sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng nắm rõ. Chính vì thế cho nên là rất là nhiều người than phiền rằng họ đã chữa bệnh trĩ trong một thời gian dài với nhiều cách khác nhau nhưng mà bệnh trĩ vẫn bám chiếc dai dẳng và gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống. Và nhằm giúp cho bệnh nhân trĩ nói riêng và độc giả nói chung có được cách nhìn toàn diện và những thông tin hữu ích về bệnh trĩ thì hôm nay chúng tôi đã có một buổi trao đổi với tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và hiện là trưởng khoa nội của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các dân tộc cùng trao đổi với chúng ta về vấn đề này. Xin chào tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh ạ. Câu hỏi đầu tiên mong bác sĩ giải đáp là bệnh trĩ là gì và làm thế nào để một người biết được họ bị bệnh trĩ ạ? Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả, xin chào mọi người. Như chúng ta biết, tức là trĩ đây là một cái bệnh lý ở vùng trực tràng của hậu môn. Thế thì là trĩ là một cái tình trạng mà các cái tĩnh mạch ở vùng trực tràng của hậu môn nó bị giãn ra và nó sẽ xa xuống. Như chúng ta biết, tức là cái vùng hậu môn trực tràng của chúng ta nó có rất nhiều các cái tĩnh mạch. Thế và do một cái nguyên nhân nào đó mà nó làm cho các cái tĩnh mạch này nó giãn ra, và khi nó giãn ra như vậy thì máu tĩnh mạch nó sẽ ứ trệ ở đó, nó sẽ không đi được vào vòng tuần hoàn và lâu ngày thì nó sẽ dần dần mà nó sẽ làm cho các cái tĩnh mạch nó giãn và nó xa ra ngoài và nó có thể dẫn đến một số các cái triệu chứng như là đi đại tiện trong máu hoặc là trĩ xa ra ngoài. Còn thế thì đối với trĩ này, đây là một cái bệnh lý rất là phổ biến ở nước ta, và ngay từ thời xa xưa thì các cụ cũng đã có cái câu là thập nhân cửu trĩ, tức là cứ 10 người thì là có đến 9 người bị trĩ. Vâng, thì để chúng ta biết được là cái độ phổ biến của cái bệnh lý này. Thế và cái trĩ này thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ các cái cháu nhỏ cho đến là người trung niên và cho đến những người cao tuổi. Các cái dấu hiệu để nhận biết trĩ thì nó cũng tùy theo các cái mức độ, nhưng tuy nhiên nó có các cái dấu hiệu. Thứ nhất là chảy máu, trĩ chảy máu, và đặc biệt của cái máu của cái trĩ đây là máu tươi như là chúng ta bị đứt tay. Thế và có thể cái mức độ có thể là bệnh nhân khi đại tiện xong này thì chùi thì thấy là có máu theo cái giấy, hoặc là có thể là bệnh nhân sẽ thấy có máu theo phân, hoặc là máu nhiều thì có thể máu nhỏ giọt theo, và máu rất là đỏ tươi. Vâng, thế và bên cạnh đó thì nó có một số các cái triệu chứng khác, ví dụ như là có thể có các cái bung trĩ nó xa ra khi đi đại tiện này. Thế này rồi hoặc bệnh nhân có cảm giác như đau rát ở vùng hậu môn này, hoặc là có thể cảm thấy ngứa ngáy hoặc ẩm ướt ở vùng hậu môn. Thế thì về các cái dấu hiệu thì nó có tùy theo mức độ, thì thường người ta chia ra trĩ là 4 độ. Và thứ nhất tức là cái độ 1 là trĩ bắt đầu mới phát sinh và thường là có các cái dấu hiệu như là bệnh nhân đi đại tiện ra máu, cảm giác như hơi rát rát hoặc là hơi vướng víu ở vùng hậu môn, hoặc cảm giác nó hơi khó chịu, hơi đau một chút. Và thế còn cái độ 2 tức là cái biểu hiện là trĩ bắt đầu là khi đại tiện thì xa ra ngoài, và chúng ta lại cảm giác và sờ thấy có bụi trĩ xa ra ngoài, và khi đại tiện xong thì bụi trĩ đó nó tự co lên. Và cái trĩ độ 3 tức là trĩ đại tiện thì trĩ nó xa ra ngoài, thế và xong khi vệ sinh xong thì nó không tự co lên được, và chúng ta phải dùng phương pháp, ví dụ chúng ta có thể đẩy tay lên, và khi đẩy tay lên như vậy thì bụi trĩ có thể tồn tại bên trong và nó không lòi ra ngoài trong suốt quá trình, chỉ đến hôm sau đi đại tiện thì nó mới lại ra. Thế còn trĩ độ 4 tức là cái trĩ đấy sau khi nó xa ra ngoài, nhưng mà khi mà đi đại tiện xong nó cũng không thể co lên được, và kể cả chúng ta đẩy tay lên sau đấy thì nó vẫn tụt ra ngoài, tức là nó thường xuyên bú trĩ, nó thường xuyên bên ngoài. Và thường độ 4 thì nó hay có một số các cái biến chứng nữa, ví dụ như xuất huyết này, hoặc là những cái tắc nghẽn, hoặc là những cái viêm. Xin bác sĩ có thể nêu cụ thể hơn là chính xác là bệnh trĩ có mấy loại và những nguyên nhân phổ biến nào gây ra bệnh trĩ ạ? Vâng, về nói trĩ thì có loại thì thường là trĩ có 3 loại. Thứ nhất là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Và thế thì khi mà phân biệt như thế, tức là người ta sẽ căn cứ vào cái giải phẫu, tức là ở trong chân trĩ nó có một cái đường lược, cái đường nó có hình răng lược. Thế và những cái trĩ mà nó xuất phát từ phía trên đường răng lược thì là người ta đấy là gọi là trĩ nội. Và trĩ nội thì nó cũng bản thân trĩ nội nó cũng có thể nó ở bên trong, nhưng cũng có thể khi mà nó nặng, cái độ mức độ nặng hơn thì nó xa ra ngoài, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là từ cái đường lược trở lên. Thế còn đối với trĩ ngoại tức là cái trĩ mà nó xuất phát từ cái đường lược trở xuống đấy, và nó ở bên ngoài, luôn ở bên ngoài. Và trĩ hỗn hợp tức là cả trĩ nội và trĩ ngoại, tức là cái bốn tĩnh mạch có thể nó xuất phát cả ở phía trên đường lược và dưới đường lược. Như vậy chúng ta có ba loại trĩ tùy theo các mức giải phẫu. Và thế còn về cái nguyên nhân của trĩ gây ra trĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân đầu tiên chúng ta nghe nói có thể là ví dụ một cái táo bón kéo dài,
Đối với những người mà bị táo bón kéo dài, khi đi đại tiện sẽ phải dặn rất nhiều, và khi dặn như vậy chúng ta sẽ tạo một cái áp lực lớn ở trong ổ bụng và dồn nén xuống dưới, và chính vì vậy làm lâu ngày sẽ trĩ, cái tĩnh mạch nó sẽ giãn ra và các cái máu nó ứ động nhiều ở đó, và khi mà ứ động nhiều như vậy thì nó sẽ làm cho các cái niêm mạc trực tràng nó sẽ xa xuống dưới và tạo thành cái núi trĩ. Cái nguyên nhân nữa là khi mà chúng ta đại tiện táo bón thì các cái phân nó rắn, và khi rắn như vậy nó sẽ đè trực tiếp vào cái vùng niêm mạc cũng như là các cái tĩnh mạch trĩ, và dẫn đến cái tình trạng giãn tĩnh mạch và dẫn xa xuống dưới. Và thứ hai nữa là những cái các cái đối tượng như là chúng ta ngồi nhiều, ít vận động, khi mà các đối tượng như là văn phòng, khi chúng ta ngồi nhiều ít vận động như vậy thì làm cho các cái mạch máu, thì chúng ta biết đặc điểm của cái tĩnh mạch là nó nằm ở phía thấp, nên và nó khi nó vận chuyển nó phải chuyển ngược lên trên đi về tim, từ thấp đến cao, nên là nếu mà chúng ta ngồi lâu ít vận động, máu nó sẽ không lưu thông được, và càng ít vận động thì nó càng ứ trệ dưới, và càng ứ trệ nó giãn dần cái tĩnh mạch ra, nó tạo thành các mũi tĩnh mạch và nó nặng, nó sẽ xa ra ngoài. Và đối với một số người cũng có đặc điểm công việc như là mê vác nặng này, hoặc là những cái người mà tập thể dục thể thao không đúng cách, những cái người mà tập tạ thì họ có thể là nó sẽ dồn những cái áp lực từ trên xuống dưới, và nó cũng làm cho vị trí của chúng ta nó dồn máu tĩnh mạch xuống và nó sẽ giãn. Và có những nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là một số người khi đại tiện thì chúng ta có thể tranh thủ này đọc sách này, chúng ta có thể tranh thủ chơi game này, và chính vì vậy nó ngồi lâu như vậy nó cũng sẽ làm cho trĩ xa ra ngoài. Những cái người mà có cái chế độ ăn uống không phù hợp, sử dụng các cái chất kích thích như là rượu bia, cà phê, thuốc lá, hoặc là những sử dụng các cái thức ăn nó cay nóng nhiều, và cái chế độ uống nước khi chúng ta sử dụng nước ít, vì chúng ta biết là nước nó cũng là một trong những yếu tố để làm cho phân của chúng ta nó có cái độ mềm. Và cái chế độ ăn ít rau xanh, hoa quả tươi, thì chúng ta biết cái rau xanh, hoa quả tươi nó đóng vai trò rất tốt, nó có rất nhiều các cái chất xơ, nó giúp cho cái nhu động ruột của chúng ta tốt, và nó giúp cho kéo một cái lượng nước vào trong cái phân để giúp cho làm mềm phân. Và như vậy thì là những cái chế độ ăn ít rau xanh, hoa quả tươi, uống ít nước cũng là một trong những cái đó có thể dẫn đến. Hoặc là những người thừa cân béo phì, và đặc biệt là đối với những người phụ nữ khi mang thai thì cái tử cung to nó sẽ chèn ép vào cái vùng tĩnh mạch trĩ, và nó dẫn đến tình trạng giãn, hoặc là trong cái quá trình sinh đẻ này chúng ta phải dặn nhiều này, và đặc biệt là sau khi sinh cũng cái chế độ ăn uống sinh hoạt chúng ta không đảm bảo, thì đấy là những các cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái tình trạng là sẽ bị trĩ. Vâng, có rất là nhiều nguyên nhân gây ra bệnh trĩ như bác sĩ vừa trao đổi, và cũng theo phản ánh của nhiều người thì bệnh trĩ gây ra rất là nhiều những phiền toái khó chịu trong cuộc sống, như là phải chịu đựng đau đớn, ngứa rát, rồi không được đi bơi, hay là tự ti trước mọi người. Vậy thì ngoài những cái bất tiện đó ra thì bệnh trĩ có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm nào không ạ? Vâng, bệnh trĩ thì thông thường đây cũng không phải là một cái bệnh nguy hiểm, nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta không có một cái phương pháp điều trị kịp thời đúng đắn, cũng như là một cái chế độ sinh hoạt tốt, thì có thể dẫn đến lâu ngày thì có thể dẫn đến những cái biến chứng. Thứ nhất là nó có thể gây chảy máu và nhiều và kéo dài, thì có thể dẫn đến cái tình trạng mất máu, thiếu máu của bệnh nhân, và dẫn đến cơ thể suy nhược, có thể dẫn đến là ăn ngủ kém. Và thứ hai nữa là những cái máu tĩnh mạch nó được ứ trệ nhiều ở cái vùng trĩ như vậy, thì nó sẽ làm cho rối loạn đông máu và tạo thành các cái cục máu đông, và khi tạo thành các cục máu đông như vậy thì trĩ của chúng ta nó sẽ bị đau, chúng ta phải sử dụng phẫu thuật để lấy bỏ máu tắc đi. Và thứ nữa là cái trĩ nghẹt, khi mà trĩ nó xa ra ngoài như vậy, nó sẽ làm cho cản trở cái đường máu tĩnh mạch lưu thông đi lên trên, và nó sẽ dồn máu ở đó. Bên cạnh đó thì các cái máu nó vẫn tiếp tục dồn xuống dưới như vậy, thì nó sẽ làm cho cái cơ thắt hậu môn của chúng ta nó thắt nghẹt lại, và nó dẫn đến trĩ tắc nghẹt ở đó, và cũng dẫn đến cái tình trạng viêm và đau. Một cái nữa là nó ảnh hưởng rất nhiều đến các cái sinh hoạt, ví dụ như là khi mà trĩ đau như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chất lượng cuộc sống, và nó rất nhiều các cái có thể dẫn đến các tình trạng như là áp xe hậu môn, hoặc là nếu nặng có thể dẫn đến cái tình trạng nhiễm trùng huyết nữa. Nên như vậy chúng ta thấy được là nếu mà khi mà bị trĩ rồi, mà về cái việc điều trị và cái việc chế độ sinh hoạt ăn uống mà nó không phù hợp thì có thể làm cho trĩ nặng lên và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy để mà điều trị bệnh trĩ thì có những cái phương pháp nào? Vâng, về phương pháp điều trị bệnh trĩ thì nó cũng có những phương pháp, ví dụ như phương pháp điều trị bảo tồn, và cái là phương pháp điều trị ngoại khoa. Thì về điều trị nội khoa của bên y học hiện đại thì chúng ta cũng có những các cái phương pháp, như là các bác sĩ sẽ qua cái tình trạng trị cụ thể, có thể là qua thăm khám thì chúng ta có thể là điều trị, là thứ nhất là thuốc uống,
Thứ hai là có thể sử dụng thuốc bôi và những cái thuốc đặt hormone. Nhưng các cái thuốc này nó có cái tác dụng là nó có tác dụng tiêu viêm này, nó có tác dụng cầm máu, nó có cái tác dụng trợ các cái bụi tĩnh mạch, nó giúp cho các cái tĩnh mạch co lên và nó chống phù nề, chống viêm. Thế và các phương pháp điều trị trị nội khoa Tây y nó có cái tác dụng tốt trong những các cái trị cấp tính như là các cái trị viêm này, các cái trị bị xuất huyết. Thế và một cái phương pháp nữa là phương pháp điều trị ngoại khoa Tây y, thì cái phương pháp này tức là được chỉ định khi mà các cái phương pháp ví dụ như là những cái trị bị tắc mạch này, những cái trị mà đặc biệt là trị nội độ 3 độ 4, những cái trị độ 3 độ 4 là cái trị mà cái việc đưa phương pháp điều trị ngoại khoa nó cũng gặp khó khăn, nó ít hiệu quả và đặc biệt nó gây một số các cái biến chứng, thì lúc đó thì chúng ta có thể đặt ra các cái vấn đề phẫu thuật. Các phương pháp phẫu thuật thì nó có những phương pháp như là không treo triệt mạch trĩ này, những phương pháp bổ lông vô này, hoặc là những cái phương pháp chỉ mổ bằng laser, khác như là cắt bụng trĩ. Thì cái phương pháp về điều trị phẫu thuật này thì nó có một cái ưu điểm, tức là nó sẽ giải quyết ngay được các cái bụng trĩ mà nó đang gây khó chịu cho người bệnh. Nhưng tuy nhiên thì đây không phải một phương pháp điều trị hoàn toàn triệt để, vì chúng ta biết sau khi điều trị giải quyết cái hậu quả rồi, nhưng nếu mà chúng ta không có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ cũng như là có những các cái thuốc điều trị nội khoa, thì chắc chắn là các cái trĩ nó cũng sẽ ở trong cái vùng hậu môn trực tràng nó tiếp tục hình thành và nó sẽ gây nên bệnh trĩ. Nên chính vì vậy làm sao mà với những bệnh nhân trĩ sau khi phẫu thuật rồi vẫn có thể là có những cái các bụi trĩ khác tiếp tục ra và dẫn đến cái tình trạng điều trị rất lai dai. Thế và còn chưa kể là trong cái quá trình phẫu thuật như vậy nó cũng có thể dẫn đến một số các biến chứng như là trong cuộc mổ, cũng như là đặc biệt là sau khi mổ nó sẽ làm cho có thể dẫn đến tình trạng như là nếu chúng ta khoét nhiều các bụi trĩ nhiều rộng, khoét rộng thì có thể dẫn đến những là từ trường hợp như là hẹp hậu môn này, sơ cứng hậu môn và có thể là nhiễm trùng này, hoặc là những cái áp xe, hoặc là những cái rối loạn. Thế còn một cái phương pháp nữa là cái phương pháp điều trị nội khoa bằng đông y, thì đây là cái phương pháp mà cũng mang lại rất nhiều các cái ưu điểm. Thứ nhất là đây là cái phương pháp mà sử dụng các cái thuốc hoàn toàn từ các cái thảo dược, nên là nó rất là an toàn cho người bệnh và nó rất phù hợp với trong những các cái điều trị như lâu dài. Từ khi mà đôi điều trị chính của chúng ta thì thường là phải điều trị về thường là mãn tính, ở những cái quá trình điều trị lâu dài và trong những cái phương pháp trong đợt cấp tính hoặc là những cái trị xuất huyết, trị chảy máu, thì cái phương pháp đông y bằng cái thảo dược nó cũng có hiệu quả rất là tốt, hoặc là những cái khi mà trị bị viêm. Vâng, như vậy thì cái phương pháp đông y cũng là một phương pháp mà có rất có hiệu quả và cũng đã rất nhiều người đã lựa chọn phương pháp này trong cái quá trình điều trị của mình. Bác sĩ vừa chia sẻ thì sử dụng thuốc đông y của đây là cái phương pháp điều trị nội khoa khá là an toàn hiệu quả. Thì xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là nguyên lý của đông y trong điều trị bệnh trĩ là gì ạ? Vâng, thì như chúng ta biết rồi, tức là bệnh trĩ đây cũng là một cái bệnh mà nó sẽ liên quan đến rất nhiều các cái tạng phủ. Ví dụ như là nó sẽ là tạng liên quan đến tạng tâm này, tạng can này, có thể tỳ này, phế thận đều có ảnh hưởng hết đại tràng. Vâng, thế và cái sự rối loạn khí huyết, cái sự rối loạn các cái hoạt động của các cái tạng phủ này có thể dẫn đến cái trĩ. Nên là chính vì vậy các cái thuốc đông y nó điều trị và góp nó điều chỉnh những cái phần khí, phần huyết, phần âm, phần dương của các cái tạng phủ này, nên là nó cũng sẽ là cái phương pháp điều trị triệt để. Thế và về cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh thì chúng ta biết là trong cái trĩ thì là nó có cái sự xa xuống của các cái niêm mạc, thì các cái thuốc bổ khí thăng đề nó có cái tác dụng là giúp cho khí nó hành, thì huyết nó sẽ hành, nó giúp cho huyết lưu thông tốt này, nó giúp cho kéo cái bụi trĩ lên. Thế và trong những trường hợp trĩ thì là thường các cái tĩnh mạch nó sẽ bị ư trệ ở đấy nhiều, thì cái các cái thuốc hoạt huyết của đông y nó cũng có cái tác dụng là để giúp cho cái máu của tĩnh mạch vùng trĩ đấy nó được lưu thông tốt, nên chính vì vậy nó cũng sẽ hoàn thiện cái tình trạng trĩ. Và đặc biệt là trong cái tình trạng ví dụ như trĩ xuất huyết này, chúng ta cũng có những cái thuốc để cầm máu, những cái thảo dược để cầm máu, để hoạt huyết, và những cái trường hợp là viêm thì chúng ta cũng có những các cái thuốc thanh nhiệt, giải độc tiêu viêm, và chính vì vậy mà nó sẽ cải thiện cái tình trạng viêm nhiễm. Và đặc biệt là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến trĩ tức là cái táo bón, thì cái thuốc đông y lại giải quyết rất tốt cái tình trạng táo bón để phòng ngừa cái bệnh trĩ. Tức là trong đông y thì chúng ta hay sử dụng các cái thuốc nhuận tràng, các cái thuốc mát và các cái thuốc thanh nhiệt giải độc để giúp cho cái bệnh nhân của chúng ta sẽ đi đại tiện dễ hơn, phân mềm hơn, và nó cũng tránh những cái nhiệt ở bên trong, và chính vì vậy nó sẽ cải thiện tình trạng trĩ rất tốt. Thuốc đông y thì cũng có rất là nhiều loại, vậy thì làm thế nào để người bệnh có thể
tìm được cho mình một cái cơ sở đông y, một cái bài thuốc đông y điều trị hiệu quả và an toàn. Vâng, thì như chúng ta biết rồi, tức là tình trạng trĩ của chúng ta hiện nay là rất là phổ biến ở hầu hết mọi người. Và cái chính vì vậy mà để đáp ứng cái tình trạng này thì cũng có rất nhiều các cái thông tin, rồi là những cái các cái cơ sở quảng cáo về cái tình trạng điều trị trĩ, và nó lan tràn ở trên mạng. Đối với những người dùng thì chúng ta nên tỉnh táo và thông minh. Khi chúng ta bị mắc bệnh trĩ thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế có uy tín để chúng ta được khám và chúng ta được chữa, điều trị. Và ở những cái cơ sở y tế này chúng ta sẽ được có các cái thuốc y học cổ truyền nó đảm bảo chất lượng. Thì chúng ta biết ngày nay thuốc y học cổ truyền nó cũng trôi nổi trên thị trường cũng rất nhiều, và những thuốc đó nó sẽ không đảm bảo được các cái yêu cầu của việc điều trị, và chưa kể nó còn mang đến những cái tác dụng không mong muốn nữa. Ta phải lựa chọn những cái cơ sở mà nó có uy tín, những cái cơ sở khám chữa bệnh có uy tín, có các bác sĩ có uy tín để chúng ta đến điều trị. Một trong những đơn vị có uy tín và có bề dày kinh nghiệm trong việc chữa trị đó là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc, với bài thuốc là Thăng trĩ dưỡng huyết thang, đã đáp ứng được cái yêu cầu điều trị của bệnh nhân trĩ và cũng đã điều trị cho rất nhiều các cái bệnh nhân trĩ có hiệu quả và mang lại những cái hiệu quả rất là cao cho bệnh nhân. Dạ vâng, bác sĩ Vui Lòng có thể cung cấp cho độc giả những thông tin rõ hơn về bài thuốc Thăng trĩ dưỡng huyết thang không ạ? Cái bài thuốc này là được kế thừa từ cái bài thuốc chữa trĩ của người Hơ Mông, và qua cái nghiên cứu này và cái sự phát triển và đã được ứng dụng, được áp dụng tại trung tâm, tức là từ cái bài thuốc kế thừa từ bài thuốc đó thì đã có một cái sự phối hợp, sự kết hợp để làm sao để cái bài thuốc đó nó đáp ứng được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân trĩ. Vâng, thế và cái bài thuốc này gồm có hai cái chế phẩm. Thứ nhất là một cái loại thuốc uống, và thuốc uống thì gồm là các cái bài thuốc mà hoàn toàn được chế từ các cái thảo dược. Và cái thảo dược gồm có các vị thuốc như là khương hoạt này, tam thất này, điện du này, xài hồ thăng ma, và rất nhiều các vị thuốc khác nữa. Và còn trong cái thuốc ngâm trĩ thì nó gồm có các cái vị thuốc dụ như là kim ngân hoa, bổ công anh, hoàng liên, sa sàng tử và một số các thảo dược có tác dụng hoạt huyết tiêu viêm nữa. Như vậy thì là cái sự kết hợp giữa thuốc uống trong và cái thuốc ngâm tại chỗ thì giúp cho cải thiện cái tình trạng trĩ, đặc biệt là trong tình trạng trĩ mà đang có những cái viêm, đang có những cái xuất huyết thì cái rất là. Và như chúng ta biết là các cái vị thuốc này nó là những cái vị thuốc rất là thông thường như ở ngoài thị trường, nhưng tuy nhiên thì với những cái bài thuốc thăng trĩ dưỡng huyết thang thì đã được có một cái sự phối ngũ giữa các cái vị thuốc với nhau này, rồi là với một cái liều lượng được cân chỉnh rất là chính xác thì đã giúp được cải thiện cho các cái bệnh nhân trĩ. Bài thuốc thăng trĩ dưỡng huyết thang thì có gì nổi bật hơn so với những cái bài thuốc đông y chữa bệnh trĩ khác ạ? Và những đối tượng nào có thể sử dụng được bài thuốc này? Đối với bài thuốc thăng trĩ dưỡng huyết thang thì cũng có một số các cái ưu điểm nổi bật. Thứ nhất là nó cho cái hiệu quả điều trị cao, vì là bài thuốc này đã đáp ứng được đánh vào đến cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh của bệnh rồi. Thì ví dụ như là nó có những các cái vị thuốc thanh nhiệt giải độc này, tiêu viêm, nó giúp cho người bệnh giảm viêm này, nó giúp cho người bệnh nhuận tràng tốt hơn, đi ngoài tốt hơn này, tránh táo bón này, là những nguyên nhân gây ra trĩ này, và nó có tác dụng hành khí hoạt huyết, nên là chính vì vậy nó làm cho cái máu tĩnh mạch ở trong vùng trĩ nó được lưu thông tốt, nó giảm bớt cái sự ứ trệ. Đây là cái phương pháp điều trị toàn diện, vừa là trong uống ngoài ngâm. Và như vậy thì nó có cái tác dụng hành khí hoạt huyết, thanh nhiệt giải độc tiêu viêm, và nó hai mũi tấn công, như vậy thì nó sẽ tăng cường cái hiệu quả điều trị. Và thứ hai nữa là điều trị cái này, nó có cái bài thuốc này nó có thể điều trị ở tất cả các cái dạng trĩ như là trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Vâng, thế và đối với những cái nó rất là an toàn, vì hoàn toàn từ các cái thảo dược nên là rất an toàn. Vì chúng ta biết đối với bệnh nhân trĩ thì cái việc điều trị nó cũng đòi hỏi một cái thời gian rất dài, nên chính vì vậy mà những cái thuốc mà bắt nguồn từ hoàn toàn từ thảo dược nó sẽ an toàn cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ, hiện tại thì cũng có rất là nhiều những phụ nữ mà sau sinh mắc phải bệnh trĩ, vậy thì bài thuốc thăng trĩ dưỡng huyết thang có thể sử dụng cho đối tượng phụ nữ sau sinh không ạ?
và đối tượng đó hoàn toàn dùng được. Ở chỗ trung tâm chúng tôi cũng đã sử dụng điều trị cho rất nhiều các cái bệnh nhân mà phụ nữ sau sinh khi mà bị bệnh trĩ. Thế thì là cái này nó là thuốc uống, nó hoàn toàn là các cái vị thuốc thanh nhiệt giải độc hoạt huyết tiêu viêm, nên là rất là an toàn. Thế và bên cạnh đó thì phối hợp thêm với các cái thuốc ngâm nữa, các cái thuốc ngâm trị tại chỗ nữa thì nó rất là an toàn. Và đối với bệnh nhân khi mà nuôi con thì chúng ta cũng chỉ cần theo dõi là nếu là cái tình trạng phân của các cháu, nhưng nhìn chung thì qua các cái kinh nghiệm về điều trị của chúng ta thấy hoàn toàn là đối với khi mà người mẹ sử dụng các cái thuốc này thì con cũng về tiêu hóa hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả. Cái thời gian điều trị trung bình đối với một bệnh nhân bị bệnh trĩ, điều trị bằng bài thuốc này thì khoảng thời gian bao lâu ạ? Vâng, cái này thì nó cũng tùy theo cái mức độ bệnh, tùy theo cái đặc điểm. Ví dụ như trong những trường hợp cấp tính, ví dụ như là những trị chảy máu này, những trị viêm thì cái điều trị nó thời gian ngắn hơn. Ví dụ chúng ta có thể uống ở trong vòng độ khoảng 5-7 ngày một tuần thì là có thể cái tình trạng viêm, tiêu viêm nó cũng sẽ giảm này, hoặc là cái tình trạng xuất huyết này, cái cầm máu cũng sẽ cầm, có thể chỉ cần độ khoảng 2-3 ngày thôi thì là cái tình trạng máu cũng đã cầm rồi. Nhưng mà đối với những tình trạng ví dụ như trĩ nó xa ra ngoài, đặc biệt là những cái trĩ mà cái độ nó cao thì cái việc điều trị nó đòi hỏi phải lâu hơn. Ví dụ như trong những trường hợp mà trĩ độ 1, độ 2 thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đến cái trĩ độ 3, độ 4 thì cái hiệu quả điều trị nó kém hơn nhiều, và cũng lúc đó phải có rất nhiều thời gian, và chúng ta phải kết hợp thêm nhiều cái phương pháp nữa. Tức là bên cạnh những cái việc uống thuốc của chúng ta, việc ngâm của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt tốt này, rồi là những cái chế độ như là tăng cường vận động nữa, và thì lúc đó mới có thể là giúp cải thiện cái tình trạng trĩ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Quả thực là đây là cái thông tin hết sức là hữu ích đối với bệnh nhân trĩ, và hy vọng sẽ có nhiều người biết tới cái bài thuốc thanh trị giữ huyết thang để có thể điều trị bệnh cho mình một cách hiệu quả và an toàn. Và như đã đề cập phần đầu ấy, thì bệnh trĩ ngày càng gia tăng và rất là phổ biến trong xã hội hiện nay. Vậy xin bác sĩ có thể cho vào một vài lời khuyên cho độc giả được biết là làm thế nào để phòng ngừa căn bệnh này ạ? Đúng như Thu Hiền vừa nói, tức là bệnh trĩ của chúng ta ngày càng gia tăng vì chúng ta biết được cuộc sống ngày nay, cuộc sống hiện đại, chúng ta sống nó hơi nhanh, về chúng ta phải dành rất nhiều thời gian, tức là rất nhiều áp lực này, nhiều khi chúng ta không có thời gian để chúng ta đảm bảo được một cái duy trì của cuộc sống nó điều độ nữa, và đấy cũng là một cái yếu tố nó ảnh hưởng nhiều. Thế thì là đối với những bệnh đối với để phòng ngừa cái bệnh trĩ này thì chúng ta thứ nhất là trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì chúng ta không nên sử dụng các cái chất kích thích, vì các cái chất kích thích như là rượu bia nó có thể làm cho chúng ta dẫn đến tình trạng trĩ nó chảy máu, và cà phê, thuốc lá, và chúng ta hạn chế. Thế và đối với những cái trường hợp mà ăn nhiều các đồ cay nóng, ví dụ như là ngày nay thì các bạn trẻ chúng ta thì nhiều khi là cũng quá bận rộn nên là chúng ta cũng ăn cho nó nhanh, thì chúng ta sử dụng các cái thực phẩm ăn nhanh này, và ăn ít rau xanh, hoa quả tươi, thì đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến trĩ. Chúng ta phải tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi, ăn các cái đồ mát, các cái thực phẩm mà có tính chất nhuận tràng. Và chúng ta uống đủ nước, thì chúng ta biết cái nước nó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề là để cho giúp cho phân của chúng ta nó được mềm, nó tránh những cái táo bón. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi nó tạo nhiều chất xơ để giúp cho cái phân của chúng ta đi nó được dễ dàng và nó mềm. Và thế và chúng ta ngày nay trên một thực tế, tức là các bạn làm việc trong văn phòng có khi chúng ta phải ngồi lì gần như một buổi hoặc là gần như cả ngày, nhìn vào làm như vậy thì nó làm cho các cái tĩnh mạch của chúng ta nó ứ trệ, nó không lưu thông được. Thì chính vì vậy mà chúng ta không nên ngồi lâu, ví dụ khoảng một tiếng đồng hồ chúng ta nên đi lại vận động. Thế và ngoài những cái việc mà ngồi làm việc như vậy thì ngoài giờ chúng ta nên tranh thủ những cái tham gia những cái thể dục thể thao, nó sẽ giúp cho khí huyết của chúng ta lưu thông tốt, nó giúp cho cơ của chúng ta, trong đó các cái niêm mạc của trực tràng nó được săn chắc, và chính vì vậy nó cũng sẽ không làm cho cái bụi trĩ nó xa ra ngoài. Vâng, thế và một cái chế độ ăn ngủ điều độ, tránh béo phì, thì tất cả những cái đó nó cũng, và đặc biệt là chúng ta nhớ là nhờ cái thời gian đi đại tiện chúng ta cũng phải dành một cái thời gian nhất định để tạo thành một cái phản xạ, chúng ta tránh nhịn, vì khi chúng ta nhịn như vậy nó sẽ gây rối loạn và dẫn đến cái tình trạng táo bón. Như vậy thì có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ thì sẽ chắc chắn là sẽ giúp phòng ngừa được các cái bệnh trĩ, trong đặc biệt là trong cái giai đoạn là thời kỳ ngày nay. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Xin chúc bác sĩ sức khỏe và công tác tốt ạ.